sữa luôn đúng không? Bác sĩ nào? Bỏ sữa có vô thú rừng đúng không? Tao vừa mới còn đau, mình mong muốn co mặt rồi. Cái này là của bác sĩ Tú Dung gửi đưa cho anh hả? Rồi. Có anh ghế đi. Nói đi. Anh ghế đi, chút nữa em vô em nói cho. Dạ. Cho lạ lạ. Để mà cái nói lại cái đoạn này cho nó mới mới hình là. Bữa nay mấy ông hành nó quá trời hả? Lạ lạ tao mới xem nữa. Trời mưa tôi kẹt cái này chứ tôi về. Cái đó còn cái gì còn nói chuyện được không ta? Được. Được quá. Ủa nói chuyện cũng rõ ha. Để mình thay 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 thay. Alo. Ờ, gắn cho hoàn chỉnh nè, gắn cho hoàn chỉnh. Ờ, 20 ước không á. Trong video thì, trong video chúng dục. Ừ, sáng 20 nha. Trước lòng tay buổi sáng hả? Tối 20 luôn đi. Hai buổi luôn, tối sáng 20, tối 20. Cái này là cái giống như là cái mà tối 20 nó có làm cho cái dạ. Cái gương mặt cho nó săn lên ha. Mà tối 20 nó có làm nữa. Dạ. Con Vũ ông tối 20 luôn á. Rồi rồi vậy thôi để vô chỗ. Mà vậy đó hả? Có được nó ngon nó sọc quá. Cái này. Là cái miếng này anh Bạch anh cảm thấy như sao? Trong lúc đầu của thành nó cũng khó. À khó chịu ha. Nhưng mà nó từ từ thấy nó gõ không á. À từ từ nó cũng quen nó chuyện gõ không phải không? Dạ đúng rồi. Mà sau này bác sĩ sẽ phẫu thuật cho anh là anh sẽ nói chuyện rõ hơn nữa. Dạ đúng rồi. Trời đang mưa đó quý vị cho nên có hơi ồn ào một chút xíu. Cái ở dưới cái phần ở dưới cổ nè, đây nó có bó sát không anh Mến? Không, nó bình thường. Nó có độ giãn không? Có. Nó như là có khẩu trang mình thôi, rồi giãn ra vô mà. Mà cái miếng định hình để cho cái gương mặt mình cho mắt nó nâng lên á. Dạ. Nó thuộc nó giãn chứ. Đó là sự nói như thế đó. Nhưng mà khi anh ấy này vô anh thấy gương mắt dễ chịu hơn xíu, nó không có căng ra ha. Cũng sáng hơn xíu. Sáng hơn nữa ha. Rõ rồi thêm cái giọng nói của mình nó rõ hơn luôn. Rõ hơn. Đây là cái miếng này là của bác sĩ Thú Dung. Bác sĩ Thú Dung đã tặng cho anh Mến nha các bạn. Thật sự được biết là bác sĩ Thú Dung rất là tốt bụng. Thương người nghèo. Nghe danh là bác sĩ Thú Dung mà cũng giỏi lắm nha cả nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Cũng chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Lê Thanh cũng như anh Mến sẽ chào hẹn lại quý vị vào video tiếp theo. Xin chào. Anh Mến rất là vui nha. Quá mừng rồi. Bữa nay là anh Mến rất là vui. Hồi hộp. Chiều giờ anh Mến chưa ăn cơm đúng không? Thôi thì cảm ơn anh Mến nha. Cái miếng định hình này cũng thì theo em thì em thấy thì cũng tốt á. Đúng rồi. Nó sẽ nâng cái cơ mặt mình lên. Giọng nói đồ nói chuyện rõ rồi mắt rồi cũng rõ ràng luôn anh Mến. Rồi đúng rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà.